Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Vụ 6 người Việt chết tại Thái Lan do xung đột cá nhân liên quan đến việc vay tiền. Ngày 16 và 17 tháng 7, BBC đã cập nhật liên tục thông tin về vụ 6 người Việt chết ở Bangkok. Cảnh sát lần tìm hung thủ vụ đầu độc. Theo đó, FBI vào cuộc điều tra vì có công dân Mỹ trong số 6 người chết ở Bangkok. Cảnh sát Thái Lan cho biết đây là vụ đầu độc, có thể vụ việc liên quan tới chuyện vay tiền và đây là hình bản tin được cập nhật liên tục trên BBC. BBC cho biết vụ án mạng xảy ra tại khách sạn 5 sao nằm ở trung tâm Bangkok. Đây là một khu vực mua sắm nhộn nhịp với các trung tâm thương mại lớn. Chính vì vậy, Thủ tướng Thái Lan đã trực tiếp tới hiện trường trong đêm ngày 16 tháng 7. Ông đã chỉ đạo lực lượng điều tra làm rõ, cũng như không để vụ việc ảnh hưởng tới du lịch Thái Lan. Sự tham gia trực tiếp của các lãnh đạo chính phủ cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc. BBC dẫn thông tin từ cảnh sát qua thẩm vấn nhân chứng, người thân cho biết bà Cherin Chong đã nhờ bà Nguyễn Thị Phương Lan làm trung gian, thuyết phục bà Nguyễn Thị Phương và ông Phạm Thanh Hồng, một cặp vợ chồng có doanh nghiệp xây dựng cầu đường ở Việt Nam, cùng đầu tư xây dựng một bệnh viện ở Nhật Bản với khoản góp hàng chục triệu baht. Và đây là hình 6 người chết tại Bangkok, Thái Lan. Nhưng dự án không tiến triển nên nảy sinh tranh chấp bà Nguyễn Thị Phương Lan và ông Phạm Thanh Hồng liên tục đòi lại tiền. Họ dự định gặp nhau ở Nhật Bản nhưng có khó khăn về visa nên chuyển sang gặp ở Bangkok để giải quyết. Cảnh sát Thái Lan nhận định một người trong nhóm đã đầu độc cả nhóm và xác nhận rằng sự việc này là xung đột cá nhân giữa 6 người, không liên quan bất kỳ băng đảng tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia nào. BBC dẫn lời phó giáo sư Konkiat, khoa dược pháp y, Đại học Chula London. Ở cả 6 thi thể, đặc điểm chính được tìm thấy là dấu vết thiếu oxy. Bác sĩ pháp y nhận thấy dấu hiệu thiếu oxy. Môi của các nạn nhân đều chuyển qua thâm, nội tạng chuyển qua đỏ đậm, cho thấy đã phản ứng với cyanur. BBC cũng dẫn lời Thiếu tướng Jay Rong, chỉ huy văn phòng pháp y cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cho biết, Chúng tôi tìm thấy cyanur trong các tách trà, cả 6 ly đều tìm thấy. Một trong 6 người đã bỏ cyanur vào. Vẫn theo BBC, hơn 10 nhân chứng và người thân của người chết đã được thẩm vấn. Và đây là hình khách sạn Jan Hyatt, Arawan, nơi xảy ra vụ án mạng. BBC cũng cho biết một số hình ảnh từ camera cho thấy các nạn nhân đến phòng 502 của bà Cherin vào lúc 14 giờ ngày 15 tháng 7. Sau đó thì án mạng xảy ra. Cảnh sát Thái Lan công bố hành tung của 6 người trước khi chết. Vào lúc 23 giờ đêm ngày 14 tháng 7, bà Nguyễn Thị Phương, bà Nguyễn Thị Phương Lan, ông Trần Đình Phú, ông Đặng Văn Hùng và ông Phạm Thanh Hồng tới nhận phòng ở khách sạn. Sau đó, mỗi người trả phòng riêng rẻ và chuyển xuống phòng 502 vào ngày 15 tháng 7. Lúc 11 giờ 42 phút, ông Đặng Văn Hùng gọi khách sạn phục vụ đồ ăn tại phòng. Sau đó, ông Trần Đình Phú gọi thêm đồ ăn, căn dặn đem tới lúc 14 giờ. Nhân viên phục vụ tới vào lúc 13 giờ 51 phút và rời đi lúc 13 giờ 57 phút. Lúc bấy giờ, nhân viên phục vụ chỉ gặp bà Cherin, người nhận đồ ăn. Nhân viên phục vụ đề nghị pha trà cho khách, nhưng bà Cherin từ chối lúc 14 giờ 3 phút, bà Nguyễn Thị Phương đến phòng 502. Sau đó, ông Đặng Văn Hùng và ông Phạm Thanh Hồng lần lượt vào phòng. Tới 14 giờ 17 phút, tất cả có mặt tại phòng 502. Từ đó không ai rời đi nữa. Nghĩa là sau khi phục vụ rời đi, thì sự việc xảy ra. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vụ 6 người Việt chết tại Thái Lan do xung đột cá nhân liên quan đến việc vay tiền. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Chính quyền xử phạt cấm Đà Vĩnh Hưng biểu diễn 9 tháng là vi phạm quyền tự do biểu đạt. Ngày 16 tháng 7, VOA Tiếng Việt loan tin Đà Vĩnh Hưng bị phạt tiền và cấm diễn 9 tháng vì đeo huy hiệu Việt Nam Cộng hòa. VOA dẫn tin từ truyền thông nhà nước cho hay, nam ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam Đào Vĩnh Hưng vừa bị đình chỉ biểu diễn 9 tháng và bị phạt 27,5 triệu đồng vì đeo huy hiệu giống biệt công bội binh của Việt Nam Cộng hòa trong một buổi biểu diễn hồi tháng 5 vừa qua. VOA dẫn báo thanh niên và trang tin chính thức của chính phủ Việt Nam. Theo đó, quyết định xử phạt do bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ký ngày 10 tháng 7 cho biết nam ca sĩ này có tên thật là Huỳnh Minh Hưng, bị cho là đã thực hiện hành vi biểu diễn nghệ thuật, sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn, hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội. Và đây là hình bản tin trên VOA. VOA nhắc lại, trước đó vào ngày 4 tháng 5, trong chương trình Live Concert năm 2024 với chủ đề ngày em thắp sao trời ở Thủ Đức, ca sĩ Đào Vĩnh Hưng đã biểu diễn mặc bộ trang phục có gắn các phụ kiện trên ngực áo. Trong đó có một phụ kiện trông giống như biệt công bội tinh, một huy chương thường được trao tặng cho quân nhân có công trong thời Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1950 đến năm 1974. Trên huy hiệu này có dòng chữ tạm dịch Thủy quân lục chiến Mỹ luôn trung thành. Cụm từ này vốn là một phương châm của thủy quân lục chiến Mỹ, thể hiện sự cam kết trọn đời đối với quân đoàn và nước Mỹ. VOA cho biết, sau khi sự việc lan truyền lên mạng xã hội và truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tuyên bố sẽ mời chuyên gia thẩm định và sau đó đưa ra kết luận của hội đồng nghệ thuật vào ngày 12 tháng 6, nói rằng việc sử dụng trang phục cách điệu theo phong cách quân đội nước ngoài và các phụ kiện với hình tượng huy chương của ca sĩ Đào Vĩnh Hưng là không phù hợp nội dung các tiết mục và tổng thể chương trình, không phù hợp với giá trị văn hóa Việt Nam. Làm dễ liên tưởng đến các vấn đề nhạy cảm liên quan đến chính trị, gây phản cảm và đã tạo nên dư luận xấu, theo trang tin của chính phủ Việt Nam. Và đây là hình ca sĩ Đào Vĩnh Hưng và chiếc huy hiệu bị cho là không phù hợp. VOA dẫn lại lời của ca sĩ Đào Vĩnh Hưng khi lên tiếng về vụ việc trên trang mạng Facebook, nói rằng bộ trang phục được đặt thiết kế riêng này lấy cảm hứng từ bộ trang phục mà nam ca sĩ rất thích trên sàn diễn thời trang runway quốc tế. Đàm Vĩnh Hưng nói rằng những phụ kiện trên trang phục chỉ mang tính chất trang trí, hoàn toàn không có một ân ý về chính trị nào như các trang mạng dẫn dắt. Tuy nhiên, nam ca sĩ cũng đã lên tiếng xin lỗi và quyết định không sử dụng trang phục này tại show diễn tiếp theo tại Hà Nội. Dư luận cho rằng, vì chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cho điều tra và xử phạt cũng như cấm ca sĩ đào vĩnh hưng biểu diễn 9 tháng là sự vi phạm trắng trợn về quyền biểu đạt của ca sĩ này mà nói rộng hơn là vi phạm nhân quyền dẫu do trang phục của nam ca sĩ không phù hợp như quy kết của chính quyền dẫu nam ca sĩ thường xuyên có những phát ngôn gây sốc và dẫu nam ca sĩ này bị cộng đồng người việt tự do đánh giá là bưng bồ thì ông vẫn toàn quyền biểu đạt bằng ngôn ngữ bằng trang phục bằng hình ảnh những gì ông muốn thể hiện vậy yêu ghét một ca sĩ ủng hộ hay tẩy chay hãy để cho người hâm mộ quyết định. Khi chính quyền can thiệp quá sâu vào những chuyện như thế này, có nghĩa là không gian tự do của người dân, của xã hội đang bị siết chặt. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Chính quyền xử phạt, cấm Đà Vĩnh Hưng biểu diễn 9 tháng là vi phạm quyền tự do biểu đạt. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.